Thương hiệu trang phục thể thao mạo hiểm đến từ Mỹ Force Racing sẽ về chung nhà với Harley Davidson, Triumph, KTM và Husqvarna, trở thành thương hiệu quốc tế tiếp theo được phân phối bởi Anabuda Quốc tế Việt Nam. Thành lập năm 1974 tại California, Force Racing là thương hiệu hàng đầu về trang phục và phụ kiện bảo hộ cho motocross và xe đạp địa hình, hiện đã có mặt tại hơn 50 quốc gia. Trong hàng thập kỷ, Force Racing đã tạo ra nhiều dòng trang phục motocross bền bỉ, có khả năng chống chịu trước những điều kiện khắc nghiệt. Force Racing này còn tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực xe đạp địa hình và xe đạp BMX. Với logo hình đầu cáo đặc trưng, Force Racing đã nhanh chóng trở thành thương hiệu trang phục thể thao mạo hiểm có khả năng nhận diện cao nhất đối với thế hệ Gen X và Gen Y. Tại thị trường Việt Nam, với các cộng đồng đam mê mô tô mạo hiểm và xe đạp địa hình đang ngày càng lớn mạnh, sẽ là điểm đến tiếp theo trên hành trình của Force Racing. Các dòng sản phẩm thời trang và phụ kiện bảo hộ của thương hiệu sẽ được nhập khẩu và phân phối chính hãng thông qua Anabuda Quốc tế Việt Nam. Công ty đã làm nên thành công của hai thương hiệu mô tô Harley Davidson và Triumph Motorcycles. Với nhân tố mới là Force Racing, Anabuda Quốc tế Việt Nam hy vọng có thể góp phần vào việc phát triển cộng đồng đam mê thể thao mô tô mạo hiểm tại Việt Nam,